Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là đầy đủ các màu sắc của dòng xe Honda Blade phiên bản 110 chế hòa khí của năm 2023. Ngày hôm nay thì quay cận cảnh trực tiếp những mẫu xe đến từ lý xe máy Lai Châu với địa chỉ số 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D gần chợ trung tâm của thành phố. Hiện tại những màu sắc này, những mẫu xe này đây đều là những phiên bản của năm 2023 thôi các bạn nha. Vẫn chưa có phiên bản mới cho năm 2024 và rất có thể cuối năm nay những phiên bản mới nhất của mẫu xe, cụ thể luôn là những phiên bản mới năm 2025 luôn các bạn nhé, bởi gần tới thời điểm cuối năm 2024 họ sẽ sản xuất ra những phiên bản mới của năm 2025, thì hy vọng mẫu xe sẽ được thay đổi lột xác đi, và điều đặc biệt khách hàng quan tâm nhất ý, chính là được bổ sung thêm hệ thống phun xăng điện tử FI nữa cho mẫu xe này là hoàn toàn ok, các bạn có thể lưu ý như vậy. Hiện tại mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình được Honda trang bị cho nó 3 phiên bản, bao gồm có phanh cơ vành nan hoa, phanh đĩa vành nan hoa và phanh đĩa vành đúc. Hiện tại chế hòa khí lên vẫn ăn xăng ở mức là 1,85 lít trên 100 km, so với các dòng xe số phổ thông tại thị trường Việt Nam cũng như những dòng xe của Honda ở đây thì mẫu xe Blade này vẫn đang là một mẫu xe ăn xăng khá nhiều các bạn nha. Way Alpha mới đã có phiên bản mới năm 2025 rồi, ăn xăng cũng chỉ ở mức là 1,72 lít trên 100 km, dù ở đây vẫn là bình xăng con chế hòa khí tương tự như mẫu xe Honda Blade. Hy vọng mẫu xe này được bổ sung thêm hệ thống phun xăng điện tử FI thì nó sẽ có ăn xăng tiết kiệm hơn. Cụ thể nó sẽ ngang bằng với mẫu xe Honda Way Redis FI các bạn nha. Hiện tại đang ăn xăng ở mức là 1,56 lít trên 100 km. Rất cận cảnh và cụ thể để các bạn có thể nhìn ngắm ở các phiên bản. Ở đây đặc biệt thì được trang bị hệ thống phanh đĩa vành đan hoa. Còn những phiên bản thể thao gồm màu đỏ đen, đen nhám và xanh đen thì được trang bị hệ thống phanh đĩa vành đúc. Ở những phiên bản thể thao thì được Honda Việt Nam trang bị cho nó ngắm phanh phía trước, giảm xóc phía sau và logo được sơn màu đỏ để tạo điểm nhấn cho mẫu xe này các bạn nha. Rất đẹp, rất đáng để quan tâm. Một thiết kế khá giống với dòng xe Yamaha Seres phiên bản 110 chế hòa khí, và nó cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, cũng được trang bị 3 phiên bản tương tự giống nhau 110 phân khối. Tuy nhiên thì Seres trong thời điểm này đang ăn xăng nhiều hơn là 2,08 lít trên 100 km, còn mẫu xe này chỉ là 1,85 lít trên 100 km thôi. Sau đây thì không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ gửi tới các bạn mức giá bán cụ thể của mẫu xe Blade trong thời điểm hiện tại cuối tháng 9 này để các bạn có thể tham khảo thêm như sau. Với những phiên bản phanh cơ vành nan hoa gồm màu sắc đen xanh và đen đỏ, giá bán hiện tại chỉ vào khoảng tầm 18.400, rẻ nhất trong tất cả những mẫu xe Honda đang được bày bán tại Việt Nam chúng ta. Còn phiên bản phanh đĩa vành nan hoa, phiên bản đặc biệt với màu sắc đen nhám vàng đồng như các bạn đang theo dõi trên màn hình, Honda Việt Nam ấy lại hướng tới những phiên bản đặc biệt là những phiên bản nằm ở giữa phân khúc, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Kể cả dòng xe Rick này đến dòng xe Blade đều tương tự giống nhau, sẽ được trang bị hệ thống phanh đĩa vành nan hoa, giá bán nhỉnh hơn 1 triệu chỉ vào khoảng tầm 19.400.000 đồng mà thôi, 19.400.000 đồng các bạn nha. Còn những phiên bản phanh đĩa vành đúc gồm 3 màu sắc như mình giới thiệu rồi, đỏ đen, xanh đen và đen nhám, giá bán hiện tại sẽ vào khoảng tầm là 21.400.000 cho phiên bản phanh đĩa vành đúc của dòng xe này. Mặt đồng hồ thiết kế dạng analog chứa đựng đầy đủ những thông tin, cũng loại bỏ nút tắt bật đèn của xe rồi. Chìa khóa hiện tại chỉ là chìa khóa 3 trong 1 thôi, như mẫu xe Honda Way Alpha các bạn phải mở phần yên xe ở phần hông xe của mẫu xe này các bạn nha. Rất cận cảnh và cụ thể như vậy với dòng xe Honda Blade trong thời điểm cuối tháng 9 năm 2024. Với những bạn nào đang quan tâm, các bạn đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình với địa chỉ số 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D gần với chợ trung tâm của thành phố, hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của anh Thứ là quản lý số điện thoại 0969188283 sẽ được tư vấn cụ thể về dòng xe này các bạn nha. Tất cả các nội dung, tất cả những cái chương trình khuyến mại cho mẫu xe. Hiện tại thì khi mua dòng xe Blade cũng như mua những mẫu xe như là Way Alpha hay là Way Redis thì các bạn sẽ nhận được chương trình khuyến mại. Một là nhận thẻ cào trị giá 500.000 đồng, hoặc nhận 2 mũ bảo hiểm 3/4. Thẻ cào các bạn có thể trừ ngay vào giá xe hoàn toàn ok, còn nhận mũ bảo hiểm 3/4 thì các bạn có thể lưu ý. Cùng với đó là chương trình trả góp với lãi suất ưu đãi và hấp dẫn, cùng với những món quà tặng đến từ đại lý trong thời điểm cuối tháng 9 này các bạn nha. Về câu hỏi có nên lựa chọn hay không ấy, thì mình nghĩ rằng ấy, đây là một mẫu xe với những bạn nào mà điều kiện kinh tế thấp một chút, như học sinh, sinh viên hoặc những người ấy, có thu nhập mức trung bình ấy, lựa chọn một dòng xe để đi học, đi làm, đi chơi bình thường thì các bạn lựa chọn dòng xe này hoàn toàn ok, bởi thiết kế của nó cũng rất là thể thao, thon gọn, đáng để quan tâm. Màu sắc thì nhiều hơn so với dòng xe Honda Way Alpha, kết hợp với đó ấy, nhiều phiên bản, nhiều tính tùy chọn hơn,
như phanh cơ vành nan, phanh đĩa vành nan và phanh đĩa vành đúc. Nhưng thì mình vẫn hy vọng rằng nếu các bạn chờ đợi được một chút nữa, chắc chắn rằng cuối năm nay thôi, mẫu xe sẽ có những phiên bản mới của năm 2025 đáp ứng được đầy đủ tiêu chí hơn, bởi nâng cấp thêm chắc chắn sẽ bổ sung thêm những tính năng, đặc biệt là khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó sẽ vượt trội hơn so với phiên bản tiền nhiệm này các bạn nha. Đó là tổng hợp toàn bộ nội dung như vậy để các bạn có thể lưu ý tham khảo, đặc biệt là những bạn nào đang quyết định mua những dòng xe số phổ thông giá rẻ, các bạn có thể cân nhắc với mẫu xe Honda Blade phiên bản 110 bình xăng con chế hòa khí của năm 2023 ở đây, hoặc có thể chờ đợi chờ đón và hóng tới phiên bản mới năm 2025 chắc chắn sẽ có để các bạn cùng tham khảo trong thời gian sắp tới các bạn nha. Đó là tổng hợp toàn bộ nội dung rồi. Các giác này của mình, nếu hay các bạn nhớ like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Nga. Giả sử các bạn nha, các bạn cùng nhìn lại một vòng thông qua các phiên bản các màu sắc này để đưa ra quyết định lựa chọn cho mình. Các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.